Xin chào cả nhà, hôm nay thì kênh Thai TV xin tiếp tục gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn những cái nhận định trước trận đấu, lịch thi đấu và kênh trực tiếp trận đấu giữa câu lạc bộ Bình Định gặp câu lạc bộ Hải Phòng trong khuôn khổ vòng 16 V-League năm 2022-2023. Trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 14 tháng 9 năm 2022. Trận đấu đó nhằm vào ngày thứ tư như quý vị và sẽ được tường thuật trực tiếp trên truyền hình cáp của Việt Nam. Và trận cầu này cũng chính là một cái trận cầu tâm điểm của vòng 16, cho nên là có rất là nhiều kênh trực tiếp và điển hình là kênh On Football hay là On Sport của truyền hình cáp Việt Nam hoặc giả là các cái YouTube của VFF á, quý vị và các bạn vào đó như kênh Dash Sport vân vân, là quý vị và các bạn vào đó là sẽ xem được trực tiếp trận đấu này. Trận đấu này là một cái trận đấu cực kỳ hay nha quý vị, giữa hai đội đang còn xếp vị trí thứ hai và đang xếp vị trí thứ ba. Hai đội này cũng đang còn bằng điểm nhau. Đều là thi đấu sau 14 trận đều có 26 điểm, nhưng mà Bình Định thì họ xếp vị trí thứ hai sau Hà Nội vì là họ có cái hiệu suất bàn thắng bàn thua tốt hơn. Còn bên phía Hải Phòng thì họ cũng 14 điểm và 14 trận đấu và có 26 điểm và họ thua về chỉ số bàn thắng bàn thua nên họ phải xếp vị trí thứ ba. Bên phía Bình Định thì họ có chỉ số bàn thắng bàn thua là dương 7, họ ghi được 24 bàn và để thua 17 bàn, họ dương 7 bàn thắng. Còn bên phía Hải Phòng thì họ ghi được 19 bàn, họ ghi được 24 bàn, còn họ để thua 19 bàn và họ có hiệu số bàn thắng bàn thua là dương 5, cho nên họ phải xếp sau. Và đây là một cái trận đấu có thể nói là quyết định 6 điểm nha quý vị. Thật sự là nói là thắng một trận thì có 3 điểm, nhưng mà chúng ta gặp đối thủ trực tiếp mà chúng ta cạnh tranh đấy, chức vô địch ấy, thì chẳng khác nào là 6 điểm hết, đúng không nào quý vị? Cho nên là hai đội đều phải quyết tâm. Ở trận đấu này thì Bình Định được đánh giá cao hơn do cái phong độ gần đây họ được thay đổi rất là nhiều. Từ khi Văn Lâm về thì hiệu ứng tích cực cho đội câu lạc bộ bóng đá Bình Định, và từ cái vị trí hàng thủ cho đến hàng công họ rất là đều đồng đều. Điển hình là ở trận thắng câu lạc bộ Hà Nội, cái trận mà chính Đặng Văn Lâm là cái tân binh mới của câu lạc bộ Bình Định ra mắt luôn, và Đặng Văn Lâm thi đấu xuất sắc và câu lạc bộ Bình Định đã giành chiến thắng thuyết phục trước câu lạc bộ Hà Nội với tỷ số là 3-1 ngay trên sân hàng đẩy luôn. Đây là một cái hiệu ứng cực kỳ tốt cho câu lạc bộ Bình Định. Hiện tại bây giờ thì nói thẳng ra chưa ai giàu hơn Bình Định đâu. Họ có tiềm lực kinh tế, họ có thể mua bất cứ cầu thủ nào, và thật sự hiện tại bây giờ họ rất là mạnh. Và hiện tại Bình Định đang còn tạm xếp sau câu lạc bộ Hà Nội với 26 điểm. Còn Hải Phòng thì thật sự là trước khi mà giải đấu diễn ra thì Hải Phòng không được đánh giá cao bằng Bình Định, Hà Nội hay là Viettel hay Sông Lam Nghệ An hay là Hoàng Anh Gia Lai. Nhưng mà tới thời điểm hiện tại thì Hải Phòng đã có được phong độ rất là tốt, và hiện tại bây giờ họ cũng đã có được 26 điểm. Họ có một sức trẻ, cầu thủ của họ không quá nổi tiếng, nhưng họ có một cái tập thể đoàn kết, họ có một cái sân đấu rất là đẹp, họ có những hội cổ động viên rất là nhiệt tình. Đôi khi nhiệt tình quá thì lại là gây ra những cái hiệu ứng pháo sáng, rồi những cái gì đó nó không tốt trên sân khán đài. Đó chỉ là một trong những cái vài người họ quá kích động cho nên là họ như vậy thôi. Chứ còn bên câu lạc bộ Hải Phòng thì họ thi đấu vẫn cứ là fair play đâu đó đàng hoàng như quý vị, và họ có được cái thành tích như ngày hôm nay là đều hoàn toàn xứng đáng. Và trận đấu giữa câu lạc bộ Bình Định và Hải Phòng thì quý vị và các bạn cũng đã biết rồi, Bình Định là đội xếp đội được đá ở sân nhà, còn Hải Phòng là đá ở sân khách. Cho nên và Bình Định được có cái lực lượng được đánh giá tốt hơn rất là nhiều so với câu lạc bộ Hải Phòng. Họ có rất là nhiều tuyển thủ quốc gia từ phòng ngự cho tới tấn công, và họ được thi đấu trên sân nhà. Và Hải Phòng thì nói chung là nhìn chung vào thì điểm thì bằng thôi, nhưng mà đánh giá về lực lượng và phong độ thì Hải Phòng và Bình Định ngang nhau nha. Họ đều có những cái thành tích gần đây cũng rất là tốt, nhưng mà về cái cầu thủ nổi tiếng này, rồi về vấn đề sân nhà thì Hải Phòng trận này đều gặp bất lợi. Và trong bóng đá thì không biết được điều gì xảy ra hết, nhưng mà Bình Định được cho là nằm ở cửa trên, cho nên là Thái Hải TV sẽ dự đoán trận đấu này sẽ là một cái trận đấu khó khăn cho Hải Phòng, và Bình Định sẽ giành chiến thắng với tỷ số là 1-0 nha quý vị. Vì là hai đội có thể là đều là mạnh, nhưng mà hàng công đều là mạnh, nhưng mà có thể là thi đấu dè chừng đấy. Thường thường là họ mạnh, họ thi đấu dè chừng, họ không chưa có dám phát triển bóng lên đâu. Và Thái Hải TV sẽ dự đoán là rất là ít bàn thắng ở trận đấu này. Bình Định sẽ thắng 1-0. Còn quý vị và các bạn dự đoán như thế nào thì hãy comment phía bên dưới video này
quý vị nào mà coi như là dự đoán chính xác nhất, nhanh nhất thì Thái TV sẽ tặng phần quà cho tất cả quý vị và các bạn trị giá 140.000 nếu như quý vị và các bạn mua loa kéo di động phía bên Thái TV sẽ được tặng một phần quà trị giá 140.000 đối với tất cả quý vị và các bạn khán giả nào đã đăng ký ủng hộ kênh Thái TV và đã dự đoán đúng nha quý vị. Và bây giờ thì Thái TV cũng thông qua cái danh sách là thông báo đến cho tất cả quý vị và các bạn cái bảng xếp hạng hiện tại bây giờ nha quý vị. Hà Nội họ có được 30 điểm xếp vị trí thứ nhất, Bình Định họ có được 26 điểm xếp vị trí thứ hai, Hải Phòng xếp vị trí thứ ba với 26 điểm nhưng người kém Bình Định hiệu số bàn thắng bàn thua. Viettel xếp vị trí thứ tư 22 điểm, Sông Lam Nghệ An xếp vị trí thứ năm 21 điểm, Hoàng Anh Gia Lai xếp vị trí thứ sáu 20 điểm nhưng mà mới chỉ thi đấu có 13 trận thôi, còn tất cả các đội còn lại là thi đấu 14 trận. Thanh Hóa xếp vị trí thứ 7 với 18 điểm, Bình Dương xếp vị trí thứ 8 với 18 điểm nhưng mà thua về hiệu số bàn thắng bàn thua. Bên phía câu lạc bộ Nam Định xếp vị trí thứ 9 gồm có 16 điểm, Đà Nẵng xếp vị trí thứ 10 cũng gồm có 16 điểm nhưng mà Đà Nẵng thua về bàn thắng bàn thua Dương 5 so với Dương 3. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh xếp vị trí thứ 11 chỉ có là 14 điểm nhưng mà mới có thi đấu được có 13 trận mà thôi. Xếp vị trí thứ 12, vị trí chắc chắn xuống hạng trở xuống đó chính là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh với 12 điểm và 13 là Sài Gòn FC với 11 điểm. Năm nay là một cái năm thật sự là không có được thành công với lại là bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh. Ở Thành phố Hồ Chí Minh thì có hai đội, trong Thành phố Hồ Chí Minh thì có hai đội thôi là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và câu lạc bộ Sài Gòn, thì hiện tại bây giờ hai câu lạc bộ này đang xếp ở vị trí thứ 12 và vị trí thứ 13, hai vị trí cuối cùng. Hai vị trí sẽ xuống hạng vào năm sau. Đó chính là một cái sự thật đáng buồn đối với lại là bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh. Các tôi có cảm giác như hình như là bây giờ là V-League không còn được bao nhiêu đội của bên miền Nam nữa. Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh là bây giờ xếp bét bảng. Rồi ở Bình Dương thì cũng có một cái thành tích cũng không có quá cao, xếp vị trí thứ 8. Còn lại là Hà Nội, Bình Định toàn bộ, rồi nói chung là toàn bộ là khu vực miền Trung trở về trước, Tây Nguyên không. Còn khu vực miền Đông Nam Bộ rồi thậm chí miền Tây không có một cái câu lạc bộ nào luôn. Hy vọng rằng thời gian sắp tới thì khu vực miền Nam chú ý hơn, đào tạo thật là nhiều cái cầu thủ để đóng góp cho nền bóng đá Việt Nam, chứ như thế này thì mất cân bằng quá quý vị à. Thời trước thì có bên lò đào tạo của Đồng Tháp cũng rất là tuyệt vời, Gạch Đồng Tâm Long An thì thời của Bầu Thắng thì tuyệt vời rồi. Bây giờ không hiểu làm sao mà miền Tây Nam Bộ rồi Đông Nam Bộ, nói chung miền Nam là bị hình như là không còn đội nào chơi ở V-League trừ 3 đội, đó chính là Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh và Sài Gòn. Thì Thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn xếp vị trí chuẩn bị xuống hạng, còn Bình Dương thì xếp vị trí thứ 8, lạng quạng, cũng thi đấu mà không có tốt thì vài ngày nữa, vài tuần nữa, vài vòng nữa thì Bình Dương không chừng xuống trụ hạng chung với lại Thành phố Hồ Chí Minh và Sài Gòn không chừng nữa. Ở đây là cái điều cũng không có được vui cho bóng đá Việt Nam. Chúng ta cần những cái gì đó càng nhiều, phát hiện càng nhiều nhân tài trên đất nước thì càng tốt, để đóng góp cho bóng đá Việt Nam của chúng ta có được một cái phát triển thật là mạnh mẽ trong cái tương lai nha quý vị. Và bây giờ thì Thái TV cũng xin kết thúc video tại đây, xin hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn một cái video gần nhất. Quý vị và các bạn nghe cái thông tin hay bổ ích thì quý vị và các bạn hãy cho Thái TV một lượt thích, một lượt bình luận, một lượt chia sẻ, một lượt là bình luận và một lượt đăng ký để kênh được phát triển, tạo động lực làm những video tin tức mới nhất tiếp theo. Quý vị nào có nhu cầu mua loa kéo di động hay là các cái thiết bị về âm thanh karaoke thì quý vị và các bạn hãy liên hệ với Thái TV qua số điện thoại và Zalo 0939 732 349 để được tư vấn miễn phí và được giảm giá đến cho tất cả quý vị và các bạn nào đã đăng ký ủng hộ kênh Thái TV sẽ được giảm 20% giá trị sản phẩm quý vị và các bạn mua bên Thái TV nha quý vị. Và bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.